Đứa con bị ung thư. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về cậu bé Nolan Sully đến từ tiểu bang Maryland, Mỹ năm 2015. Nolan đáng thương của mẹ. Giá như mẹ có thể thay con chịu đựng những cơn đau đớn dày vò này. Chị Ru, các bác sĩ cần thông báo về bệnh tình của bé Nolan. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nolan Sully đang ngày một xấu đi. Sự sống của cháu bé chỉ có thể được tính bằng ngày thôi. Bác sĩ à, ngài nói sao? Chẳng phải thời gian gần đây con trai của tôi đang có những chuyển biến tích cực hay sao? Ung thư mô liên kết rhabdomyosarcoma là bệnh vô cùng hiếm gặp. Gia đình và cháu đã kiên trì chống chọi hơn 18 tháng qua. Đó quả thực là một kỳ tích rồi. Nếu tiếp tục duy trì, tôi e là cháu cũng không chịu đựng được những cơn đau đớn đâu. Đây là kết quả khám mới nhất của bệnh nhân Nolan và mẫu đơn xin ngừng điều trị. Gia đình hãy tận dụng thời gian này ở bên cạnh cháu đi. Chúng ta đã thực sự vô vọng rồi. Không, tôi không ký. Không có người mẹ nào đồng ý việc ngừng cứu sống con của mình hết. Và tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ, mẹ về rồi. Sao mắt mẹ lại sưng lên thế? Con yêu à, con thấy đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ nhìn xem, con đã khỏe hơn nhiều rồi mẹ. Con đi lấy nước ép ạ. Cảm ơn cô đã giúp tôi trông cháu. Nếu như không có cô, hơn một năm qua hai mẹ con cũng không biết xoay sở thế nào. Nolan, con sao thế? Dạ, con lỡ tay làm rơi cái chai thôi ạ. Nolan, để tôi gọi y tá mang ống thở tới. Con vừa ngủ mơ ạ. Nếu như con thấy bất ổn, hãy nói ngay cho mẹ biết nha. Mẹ không thể chịu đựng được khi nhìn con như thế này đâu. Chị Ru, chị thấy đó. Nếu như còn chần chừ thì những ngày tháng cuối cùng của Nolan sẽ vô cùng đau khổ. Tôi đồng ý ký tên, thưa bác sĩ. Thời gian qua, con trai của mẹ đã chiến đấu như một chiến binh dũng cảm. Mẹ rất tự hào về con. Vì nhiệm vụ của mẹ là bảo vệ con bình an, nên con phải chiến đấu vì mẹ. Kể từ hôm nay, mẹ không thể làm điều đó nữa. Điều duy nhất mẹ có thể chỉ là giữ con an toàn ở trên thiên đường. Vậy con sẽ lên thiên đường đợi mẹ ở đó. Mẹ sẽ đến mà, phải vậy không? Ừ, chắc chắn rồi. Nếu như có kiếp sau, mẹ vẫn muốn con là con của mẹ. Mẹ còn nhớ bộ phim No Scare chúng ta từng xem không? Đó là bộ phim mà con thích nhất. Phim đó có các chú cảnh sát bảo vệ mọi người. Còn lá phong tượng trưng cho ước mơ hạnh phúc và gia đình đoàn tụ. Con muốn tang lễ của mình thật trang trọng. Mọi người sẽ mặc đồ màu xanh tiễn đưa con như một vị cảnh sát. Con trai, có được không hả mẹ? Như vậy sẽ rất ngầu. Được, mẹ nhớ rồi. Sau này mẹ và cô hãy viết thư để Diều gửi lên trời cho con nha. Tất nhiên rồi, Nolan. Xin đừng bắt thiên thần bé bỏng của con phải rời xa con sớm như vậy. Nolan, bộ phim đã xem lại rất nhiều lần rồi con. Con vẫn còn thích thú vậy sao? Cũng như ngày nào mẹ cũng ở bên con. Mà con vẫn yêu mẹ đó ạ. Cô Junny sắp tới đưa chúng ta về nhà rồi. Mẹ phải đi tắm, nếu không cô sẽ cười mất. Con ngồi xem và chờ mẹ nha. Dạ được ạ. Nhưng mẹ nhanh lên nha. Con chẳng muốn xa mẹ chút nào. Mẹ sẽ ra ngay, sau ít phút nữa thôi. Mẹ
Con sẽ đợi mẹ ở đây. Chưa đến 5 phút đúng không con? Nhân đã bị hôn mê sâu, chúng tôi đã cố hết sức. Nolan, tỉnh lại đi con à. You are my sunshine, my only sunshine. Con yêu mẹ. Con sẽ chờ mẹ trên thiên đường. Tạm biệt con trai. Không có con. Vào đi em, mẹ đang chờ đấy. Em vẫn thấy ngại ngại. Thôi nào, anh đã bảo là không có gì hết mà. Nào, nghe anh, vào nhà thôi. Cháu chào bác ạ. Chào cháu, vào nhà đi cháu. Cháu tên gì nhỉ? Dạ, cháu tên Hạnh ạ. Ừ, ngồi xuống đi cháu. Mà cháu làm nghề gì nhỉ? Dạ thưa bác, cháu tên Hạnh. Cháu làm nhân viên bán xăng ạ. Nhân viên bán xăng? Cháu là nhân viên bán xăng à? Vâng thưa bác, cháu là nhân viên bán xăng. Bây giờ thì con đã thấy được hậu quả chưa? Lúc mẹ can ngăn thì không nghe, cứ nhất nhất là lấy một con bé bán xăng. Giờ đã 2 năm rồi vẫn không bầu bí gì cả. Mẹ ơi, con cái là của trời cho, chỉ là hơi muộn thôi mà mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã nói rồi, cái nghề ấy độc hại vậy, chỉ người trung tuổi mới nên làm. Con gái con lứa không học hành tử tế lại chui đi bán xăng, ảnh hưởng vậy là phải rồi. Mai hai đứa đi khám lại lần nữa đi. Mẹ không tin là không có vấn đề gì mà giờ vẫn chưa sinh được. Mai hai đứa đi khám lại, xem thế nào để còn liệu. Lâu quá rồi, đấy, bán xăng với chả bán dầu. Thôi em đừng có khóc nữa. Có anh đây rồi, anh sẽ không bao giờ bỏ em. Dù thế nào vợ chồng mình cũng sẽ cố gắng vượt qua. Lau nhà cái kiểu gì mà vẫn bẩn dưới chân ghế thế này? Con Hạnh đâu ấy nhỉ? Nghe thấy chưa mà vẫn còn ở trên đó? Dạ con thấy trời nổi gió lên nên cất quần áo trước rồi xuống lau tiếp à. Con làm ngay đi mẹ. Mẹ hay nhỉ, dưới chân ghế có đi đến đâu mà phải sạch. Ôi, mẹ có sao không ạ? À? Con đang lau sàn ướt, sao mẹ lại đi ngang qua chứ? Tôi đi đâu trong cái nhà này lại phải nói trước với cô à? Cô thấy tôi chuẩn bị đi qua thì phải nhắc nhở chứ. Dạ con xin lỗi mẹ, con sơ ý quá. Mẹ có đau ở đâu không ạ? À? Trời ơi, 1-2 lần thế này chắc cái chân tôi đến rụng ra mất. Mẹ có sao không? Vợ con lau nhà đã xong đâu, mẹ lên phòng đi. Sao cái số tôi khổ đủ bề thế này? Già khụ rồi mà vẫn không có cháu để bế. Đã thế suốt ngày còn gặp tai bay vạ gió. Sao rồi? Kết quả sao? Không có vấn đề gì cả mẹ à. Con đã bảo rồi mà, chỉ hơi muộn tí thôi. Mẹ cứ bình tĩnh, đừng có sốt ruột quá. Alo, vâng, tôi đây bác sĩ. Tôi vẫn đang làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hiện tại thì vợ chồng tôi vẫn chưa có ạ. Vâng, vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Chắc chắn là có vấn đề thật rồi. Định qua mắt mình đây mà. Phải xem tận mắt cái hồ sơ bệnh án mới rõ trắng đen được.
Hồ sơ khám bệnh gì mà lại cất tận vào đây? Chắc cái lần bác sĩ kết luận không thể sinh con đây. Trời ơi, sao lại thành ra như thế này? Mẹ làm gì thế? Vậy là hôm đó từ phòng khám trở ra, cô ấy nói dối con là mọi thứ vẫn bình thường. Thảo nào, cô ấy giấu, không cho con xem tờ kết quả. Anh ơi, anh xuống ăn cơm đi. Em nói đi, tại sao em lại nói dối anh? Tại sao? Ừ, có chuyện gì thế anh? Em đã làm gì sai sao? Em sai rồi. Em sai vì không nói ra anh mới chính là người không có khả năng sinh con. Em chịu đựng sự nghi ngờ của mẹ. Em sai vì không thể cho anh thấy anh tệ đến mức nào. Anh em không muốn anh buồn. Em muốn vợ chồng mình sẽ mãi mãi bên nhau. Anh thật là vô dụng. Anh đã làm khổ em rồi. Anh đừng có nghĩ vậy. Mình phải lạc quan chứ. Em đang nhờ đến bác sĩ giúp đỡ vợ chồng mình. Bác sĩ nói nếu cố gắng thì vẫn còn hy vọng anh à. Nhưng nếu anh vẫn không thể thì sao? Anh sẽ làm khổ em cả đời mất thôi. Thôi anh đừng có nói linh tinh. Nếu thật sự không thể thì vợ chồng mình sẽ nhận con nuôi. Và nếu không nhận con nuôi á, thì hai chúng ta sẽ cùng bên nhau hạnh phúc. Con cái là của trời cho. Lỡ trời không thương chúng mình thì chúng mình thương nhau, phải không anh? Em đã hy sinh quá nhiều, chịu đựng khổ cực quá nhiều. Anh phải làm sao đây hả vợ? Mẹ xin lỗi con dâu. Mẹ đã sai rồi. Mẹ sai khi có định kiến với nghề nghiệp của con. Mẹ đã sai khi không cùng con chia sẻ mọi chuyện để thấu hiểu con hơn. Giờ thì mẹ đã thật sự hiểu rằng hạnh phúc của các con mới là điều đáng quý nhất. Ước nguyện của con. Anh chị vẫn quyết định sẽ ly hôn chứ? Tôi đồng ý. Anh chị vui lòng điền hết thông tin vào đây. Alo, tôi nghe. Phụ huynh của bé Thi à? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của nhà Thi. Chị tới trường ngay nhé. Thi đang bị sốt cao lắm. Sao? Ờ, vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ tới ngay. Tôi phải tới trường con bé Thi bây giờ. Cô giáo nói nó đang sốt cao. Hả? Ờ, xin lỗi. Tôi có việc phải đi gấp ngay bây giờ. Con gái tôi đang ốm. Hôm sau tôi sẽ quay lại giải quyết thủ tục. Tôi cũng đi cùng. Xem con bé thế nào. Vậy ngày mai anh chị quay lại cũng được ạ. Cô giáo à, con bé Thi nhà tôi sao rồi? Thi bị sốt cao. Y tá đã cho con uống thuốc hạ sốt rồi. Bây giờ gia đình nên cho cháu tới bệnh viện khám xem sao. Bé Thi đâu rồi cô? Thi vừa nằm ở đây cơ mà. Ba mẹ, con đang ở một chỗ đặc biệt. Nơi ba mẹ đã cho con đến hồi sinh nhật 6 tuổi. Con chờ ba mẹ tới đón con về. Nhã Thi. Cô trông con cái kiểu gì mà con ốm sốt cũng không biết. Cô có làm gì khiến Thi buồn không? Mà sao nó lại bỏ đi như thế? Chắc hẳn con bé đã cố tình làm việc này. Nó đã làm trò này mấy lần rồi. Vậy là nó biết. Hôm nay là ngày chúng ta chính thức ký đơn ly hôn ở tòa án. Đã trưa rồi. Ba mẹ không tới đây thật sao? Định bỏ mặc con sao? Cô thật vô dụng. Nãy giờ đi bao nơi mà không tìm thấy. Không biết con bé thế nào rồi. Anh giỏi thì sao không nghĩ đi. Lấy nhau hơn chục năm mà có nhớ tí gì về những ngày kỷ niệm đâu. Con ở đây. Thi, con đi đâu thế? Dừng lại. Điên thật rồi. Cô có chắc là nhìn thấy con bé chạy vào đây chứ? Anh có ý tưởng nào tốt hơn việc cứ cào nhào mãi không? Suốt cả buổi chiều đi theo cô mà vẫn không tìm thấy con bé. Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy? Thấy anh làm ba tốt lắm hả? Có khi nào anh về nhà được trước 10 giờ tối chưa? Một tuần anh ăn cơm với mẹ con tôi được mấy bữa? Tôi đi làm chứ không phải là đi chơi. Sau khi yêu cô nhu mì bao nhiêu, giờ lại lắm lời vô lý bấy nhiêu. Phải, tôi thế đấy. Thế nên tôi với anh mới phải ra tòa ly hôn. Nếu hôm nay không đi tìm bé Thi, chúng ta đã giải thoát cho nhau được rồi. Wow, chỗ này hay quá ba mẹ ơi. Ôi, sao con lại béo ú thế này?
bây giờ lại nhỏ xíu như người tí hon vậy. Ôi, gương này là mặt méo nè. Thì à, hôm nay là sinh nhật của con. Ba mẹ muốn đưa con tới một nơi thật đặc biệt. Đây chính là nơi ba đã cầu hôn với mẹ đấy, con gái. À, là nơi mẹ quyết định lấy ba để sinh ra Thi đúng không ạ? À? Mẹ, thế ba đã nói gì với mẹ thế? Ba đã dẫn mẹ tới đứng trước các tấm gương kỳ diệu và nói, cho dù mai này, dáng hình có thay đổi, cuộc sống có tròn vẹn hay méo mó như những hình ảnh trong gương, chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua hết cuộc đời này em nhé. Ba nói hay quá, hoan hô ba mẹ. Ba mẹ và Thi sẽ yêu nhau mãi. Hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày ba mẹ cưới nhau đó. Mẹ, mẹ đừng ly hôn nha. Ba, ba mẹ đừng cãi nhau nữa. Con mặc áo của ba vào mà con lại cố tình không mặc áo ấm để bị ốm đúng không? Hư lắm. Con xin lỗi vì đã cố tình mặc lạnh để mình bị ốm. Con muốn ba mẹ về với nhau để con được có cả ba và mẹ. Mẹ biết con rất buồn, nhưng mẹ xin lỗi con gái. Giữa ba và mẹ không còn được như ngày xưa nữa con à. Ba mẹ đã ly hôn rồi. Không, đây là nhà gương kỳ diệu mà. Nhà gương kỳ diệu sẽ làm cho gương vỡ lại lành. Ba làm lành với mẹ đi ba. Những khó khăn và mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống có thể làm tình yêu biến dạng và méo mó như người ta vẫn nói, hôn nhân giết chết tình yêu. Con gái đã dùng sinh mạng của mình để thức tỉnh chúng tôi, nhắc chúng tôi nhớ về lời thề ước năm nào. Cảm ơn con, nhờ có con, ba mẹ đã dành cho nhau một cơ hội để quay đầu. Ký ức không ngủ yên. Nước mắt và u ám bủa vây căn nhà này đã đưa ta tới đây. Giờ là lúc bóng tối sẽ ngự trị. Chưa hết đâu, ta đã đến được đây rồi thì thế này mới chỉ là bắt đầu. Hạnh, em cứ như thế này, cuộc sống của chúng ta bao giờ mới có thể bình thường trở lại đi? Vậy anh nghĩ sự ra đi của con bé là bình thường sao? Khi con bé vật lộn trong phòng cấp cứu thì anh đang ở đâu? Con bé rời xa cõi đời này, thậm chí không có vòng tay ôm của cha lần cuối. Tất cả là tại anh. Anh ở đâu? Lúc con bé rời xa cõi đời này, cha con bé ở đâu? Được, tôi là người cha nhẫn tâm, người cha vô cảm. Em đã hài lòng chưa? Suốt một năm qua có ngày nào em thôi vằn vặt tôi? Em thật độc ác. Con đang làm gì vậy? Thưa người, đó là một gia đình dưới hạ giới. Con luôn ước giá mà con cũng có bố mẹ như vậy. Mỗi người có một sứ mệnh của riêng mình con à. Chúng ta là thiên thần nên sẽ không có người thân ruột thịt. Nhưng nếu con làm tốt sứ mệnh của mình, con sẽ có được cảm giác ấm áp, yêu thương. Nào cô bé, giờ là lúc con thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi đấy. Ta sẽ là người hướng dẫn cho con. Dạ, con đã sẵn sàng rồi đây. Ngôi nhà trước mặt con trước đây từng là nơi ngập tràn tiếng cười. Cho đến gần một năm nay, khi cô con gái nhỏ ra đi, cha và mẹ cô bé không chấp nhận được thực tại đau đớn. Họ chìm trong đau khổ. Giờ thì bóng tối đã bủa vây căn nhà, và có thể là những điều tồi tệ hơn sẽ xảy đến. Việc con phải làm là ngăn cản nó. Jin à, con phải cứu lấy người cha và người mẹ ấy. Đây là ký ức đã qua tại ngôi nhà này. Hy vọng nó sẽ giúp gì đó cho con. Không hiểu sao con cảm thấy nơi này rất thân quen. Con nghĩ con sẽ làm được. Con sẽ giúp được họ. Ta đợi tin vui của con. Ngươi định làm gì con bé kia? Ngươi không được làm hại họ. Hãy dừng lại đi, thần bóng tối. Thì ra là con bé thiên thần vô dụng.
Đừng có hòng mà ngăn cản ta. Tôi sẽ cản ông đến cùng. Để xem nhà ngươi sẽ làm gì. Ngôi nhà này ta đã ngự trị rồi. Tốt nhất là ngươi đừng có phí công nữa. Ngươi cũng khá khi đấu lại với ta được chừng này thời gian đấy. Nhưng giờ là lúc kết thúc rồi. Không, đừng như vậy. Hãy đợi đấy, ta sẽ trở lại và còn mạnh hơn nhiều. Anh sẽ đến ở nhà khách cơ quan. Nếu có chuyện gì, em liên lạc với anh. Cuộc hôn nhân của chúng ta có lẽ nên kết thúc. Em sẽ làm đơn ly hôn và gửi cho anh. Mình tưởng mình đã làm được rồi chứ. Hôm qua họ đã làm lành với nhau rồi kia mà. Chú Đăng sẽ đi khỏi đây ư? Cô chú ấy sẽ ly hôn? Không, không thể như vậy. Mình phải làm gì đây? Jin à, thời gian của con ở đây đã kết thúc rồi. Hãy theo ta đi thôi. Không, con còn chưa làm được gì mà. Con đã làm tất cả những gì có thể rồi. Việc còn lại ta sẽ giúp con. À, bây giờ con hãy vẽ một bức tranh để tặng cho họ trước khi rời đi nhé. Em còn nhớ cái máy ghi âm này không? Không hiểu ai đã gửi nó đến cho anh. Bóng đang thử máy ghi âm ba mẹ tặng nè. Ba mẹ có thể tặng thêm cho Bóng một món quà nữa không? Bóng muốn có em trai cơ. Ba mẹ xin em cho Bóng nhé. Bóng sẽ chơi với em thật ngoan. Anh xem này, em thấy bức tranh này trên bàn với nét màu còn rất tươi. Bức tranh giống hệt của con bé Bóng vẽ ngày nào. Anh còn nhớ không? Sao Bóng lại vẽ thiên thần? Thế Bóng đâu rồi? Bóng là thiên thần đấy. Bóng muốn che chở cho cả ba mẹ và em Bi nữa. Gia đình mình sẽ thật hạnh phúc. Khi nào thì ba mẹ sinh em Bi thế? Ba mẹ phải sinh em trai cho Bóng cơ. Em gái ấy sao lại vẽ bức tranh giống hệt của con vẽ? Bức tranh có thiên thần. Vì đó chính là con, Jin à. Trước khi trở thành thiên thần, con chính là con gái của họ. Và đến tận giờ, mong ước của con vẫn vậy, được che chở cho họ. Sứ mệnh đầu tiên của con đã được hoàn thành rồi đấy. Hãy mạnh mẽ lên, thiên thần bé nhỏ. Con gái, có phải con đã đưa em trai đến không? Em mới đi siêu âm. Dường như con bé đã đến để nhắc nhở chúng ta một lần nữa. Điều con bé mong ước. Con bé không hề ra đi. Con vẫn mãi ở bên chúng ta. Trong những kỷ niệm ngọt ngào một thuở. Em nói gì? Có phải... Cảm ơn em nhiều lắm. Hãy để những kỷ niệm ấy trở thành ký ức trong tim em nhé. Chúng ta phải tiếp tục cuộc sống này thật hạnh phúc và vui vẻ. Hứa với anh và con, em không được khóc và buồn nữa. Vâng, em hứa. Câu chuyện về chàng trai trẻ. À, cô nương nhà tôi làm gì mà hí ha hí hửng thế? Đọc thư tình hả? Không phải, bọn em chỉ viết thư nói chuyện bình thường thôi. Gì cơ? Viết thư thật á? Thời buổi công nghệ thế này mà vẫn còn người viết thư sao? Vâng, anh ấy viết thư dễ thương, lãng mạn lắm. Dù chưa gặp mặt trực tiếp, nhưng em cảm mến người này qua những bức thư. Mộng mơ quá cô nương ơi! Sao hai người không gặp mặt trực tiếp? Anh ấy tự ti về vẻ ngoài và sống khép kín lắm. Anh ấy chưa muốn gặp nên em cũng không vội. Người ta quen nhau mấy năm trời còn không hiểu hết về nhau. Em với anh ta chỉ biết nhau qua thư từ thì không tin được gì đâu. Bọn em đã viết thư cho nhau 3 tháng nay rồi. Em tin người viết ra những lời lẽ này sẽ là người sống chân thành tình cảm. Mà chị em mình nhanh xuống nấu cơm thôi, muộn rồi. Mình chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Chẳng may nó quen người không tử tế thì nguy lắm. Con người này có vẻ hiểu biết, suy nghĩ cũng sâu sắc, lại còn lãng mạn thơ ca thế này. Chẳng trách con bé Chi mê mẩn. Đã vậy mình sẽ tìm gặp, rồi âm thầm quan sát cậu ta xem thế nào.
cậu ta đẹp trai, hoạt bát thế kia cơ à. Vậy mà bảo tự ti về vẻ bề ngoài, rồi thì sống khép kín, đúng là dối trá. Kỳ lạ thật, cậu ta chẳng giống với những gì mình hình dung về người viết lá thư kia. Chuyện gì thế này? Cậu ta có bạn gái rồi mà vẫn viết thư tán tỉnh Chi nhà mình. Chào cậu, tôi là chị gái của Kim Chi. Cậu là người vẫn thường xuyên viết thư qua lại với con bé đúng không? Sao chị lại ở đây? Chẳng phải Chi nói sẽ không chủ động đến tìm? Là tôi giấu Chi đến tìm cậu đấy. Tôi muốn biết em gái của tôi đang cảm mến người như thế nào. Nhưng xem ra mọi thứ chẳng giống như những gì cậu viết. Tôi chỉ là... Tất cả những cái khác có thể bỏ qua, nhưng còn cô gái ban nãy là sao? Cậu có biết, dù chưa một lần gặp mặt, nhưng con bé Chi thích cậu đến thế nào không? Tôi sẽ không để cậu tiếp tục lừa dối con bé nữa. Xin chị đừng làm như vậy. Những bức thư của Chi thực sự là niềm vui lớn nhất của anh trai tôi. Anh trai cậu ư? Thật ra, Kim mới chính là người đã ngày ngày viết thư cho Chi. Đó là Lâm, anh trai tôi. Cô đã bao giờ nghe về căn bệnh lão hóa sớm chưa? Từ năm cấp 2, anh Lâm đã bắt đầu có vẻ bề ngoài già trước tuổi. Bác sĩ nói anh ấy mắc hội chứng lão hóa sớm ở người trưởng thành. Càng lớn, biểu hiện của lão hóa càng rõ rệt. Anh ấy dần trở nên mặc cảm, tự ti và gần như không gặp gỡ bất kỳ ai. Chị biết không, anh Lâm thích Chi từ rất lâu rồi. Tôi đã động viên anh ấy bày tỏ, nhưng anh ấy chỉ dám viết thư, lại còn mượn danh tính của tôi nữa. Mọi chuyện thì ra là vậy. Lâu lắm rồi em không thấy anh vui vẻ như vậy. Chi và anh nói chuyện rất hợp. Có lẽ đọc thư của cô ấy chính là niềm vui duy nhất của anh mỗi ngày. Anh không muốn gặp mặt cô bé đó hả? Liệu gặp anh rồi cô ấy vẫn có thể vui vẻ, vô tư như bây giờ được không? Anh không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại của cô ấy. Ông trời thật sự đã quá tàn nhẫn với cậu ấy. Lấy đi tuổi thanh xuân tươi đẹp của một chàng trai trẻ. Tôi thật sự rất lo. Sức khỏe của anh ấy ngày càng yếu. Tôi không biết anh ấy sẽ gắng gượng được đến bao lâu. Dù không nói, nhưng tôi biết mong muốn lớn nhất của anh ấy là được gặp mặt Kim Chi. Chị có thể giúp... Em đang nói cái gì thế, Tùng? Anh Lâm, đây là chị gái của Chi. Em chỉ muốn... Em đừng làm những chuyện tốn công vô ích nữa. Anh đã viết lá thư cuối cùng để cắt đứt mọi liên lạc với Chi rồi. Tại sao anh làm khổ mình như vậy? Chẳng phải anh đã rất hạnh phúc với những bức thư đó sao? Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Anh muốn Chi nhớ về anh với những gì tốt đẹp nhất. Nhưng mà... Chuyện này anh đã quyết rồi. Em đừng can dự vào nữa. Cậu Tùng, cậu cứ nghe lời cậu Lâm đi. Sức khỏe cậu ấy không tốt, không chịu được áp lực đâu. Mình nên làm gì đây? Giúp Lâm đưa bức thư này cho Chi, hay nói với Chi tất cả sự thật? Chị Diệp, ra thử bánh em làm đi. Em mới tập làm thôi à. Biết đâu một ngày nào đó em có thể làm bánh ngọt cho anh ấy. Xem ra em thật sự thích cậu ta rồi. Chị hãy đưa Chi đến đây ngay đi. Anh Lâm, anh ấy lên cơn nhồi máu cơ tim. Hiện giờ tình hình vô cùng nguy kịch. So với việc biết người mình thương sắp chết, thì bị anh ta ruồng bỏ sẽ bớt đau khổ hơn. Tôi sẽ chọn những điều tốt nhất cho em gái mình. Tại sao cả anh Lâm và chị lại cho mình cái quyền quyết định thay cho Chi vậy? Những điều chúng ta nghĩ là tốt cho ai đó chưa chắc đã thật sự tốt với họ. Dù là tốt hay xấu cũng hãy để Chi tự quyết định. Chỉ có như vậy thì sau này anh trai em hay em gái của chị mới không phải hối tiếc về điều gì. Anh Lâm, gặp được anh thật khó khăn quá. Em mang đến hoa cúc họa mi anh thích này. Chàng trai trẻ, anh phải nhanh khỏi bệnh nhé. Sao em lại đến đây? Anh không muốn gặp em. Chỉ cần anh vẫn là chàng trai viết thư cho em, vẫn là suy nghĩ đó, cảm xúc đó, thì dù trong bộ dạng thế nào cũng không quan trọng. Tôi không biết con bé lại kiên cường như thế. Từ lúc nghe hết mọi chuyện đến giờ, tuyệt nhiên không thấy con bé rơi một giọt nước mắt nào. Cảm ơn chị vì đã nói ra sự thật. Có lẽ cô bé là món quà mà ông trời mang đến cho anh Lâm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.